Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, hôm nay nhân ngày kỷ niệm ngày Bồ Tát Quan Thế Âm đản sanh, con xin phép được đọc những lời khai thị của Hòa thượng Tiên Hóa năm 1992. Xin thành tâm cung kính dâng lên cúng dường toàn thể chư tôn thiền đức tăng ni và đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Những lời khai thị của Hòa thượng Tuyên Hóa năm 1992, ngài dạy về cách hóa giải bệnh viêm phổi. Bệnh viêm phổi còn trầm trọng hơn cả bệnh S vì có thể truyền nhiễm qua cái bắt tay, mở miệng nói hoặc là da thịt chạm nhau. Muốn tránh khỏi bệnh dịch nhiễm, hãy nên phát tâm tu hành chân thật, trì niệm thần chú Đại Bi và niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì có thể tránh khỏi. Vi trùng bệnh viêm phổi có thể lây lan qua không khí, lợi hại hơn cả bơm nguyên tử hay là bơm sinh khí. Chú Đại Bi có thể chữa tất cả bệnh tật, kể cả bệnh S và bệnh viêm phổi, nếu chí thành và khẩn thiết trì tụng. Một đại họa cho nhân loại, mọi chúng ta nên nhập tâm, nhập tâm, hữu nhập tâm. Nghĩa là mình phải mỗi ngày tiến bộ, mỗi ngày mình phải khá hơn ngày trước. Nếu không mình sẽ lãng phí đời người. Hãy tụng chú Đại Bi. Chú Đại Bi có thể chữa lành mọi loại bệnh. Cho nên nói rằng Đại Bi Thần Chú thông thiên địa. Khi mình niệm chú Đại Bi, tất cả các cõi trời, các tầng địa ngục đều lắng nghe, càng niệm càng có linh cảm. Tuy vậy, nhưng mình phải niệm một cách đều đặn, thường ngày. Không thể là hôm nay hoa sen, ngày mai thì hoa mẫu đơn. Hôm nay tụng bài này, ngày mai niệm bài khác, không chuyên nhất. Có câu rằng chuyên nhất thì linh cảm, tản mạng chẳng thành chi. Tôi nhớ lúc tôi còn ở Mãn Châu, có một làng nọ có dịch truyền nhiễm, hàng chục người chết mỗi ngày. Cho nên sau 10 ngày thì hàng trăm người đã chết. Trong gia đình có 11 người, có 13 người chết trong 3 ngày. Làm sao mà có 13 người chết trong gia đình 11 người? Là vì có 2 người, một người là bà con và một người là bạn đến thăm gia đình ấy nên lây bệnh. Không biết rằng họ cũng sẽ chết với những người khác. Thật là một trận dịch khủng khiếp. Lúc bấy giờ tôi dẫn theo 4 cậu bé 11 hoặc 12 tuổi đến làng đó để tụng chú Đại Bi cứu giúp. Sau khi chúng tôi đi nhiễu xung quanh làng, trì tụng 108 biến chú Đại Bi, bệnh dịch biến mất một cách kỳ lạ. Do đó tôi biết rằng cảm ứng của chú Đại Bi thì không thể nghĩ bàn. Bây giờ chúng ta đang ở trong thời kỳ mạt pháp. Thời mạt pháp là gì vậy? Là thời mà giáo pháp gần tàn và sắp biến mất. Ít người thật sự tin Phật, và người Phật tử còn phỉ báng Phật Pháp Tăng. Phỉ báng Tam Bảo thì làm sao gọi là tin Phật? Phải gọi là tin ma. Vì tin nơi ma quỷ nên họ phá hoại Phật Pháp. Và vì vậy đủ thứ hiện tượng ma quái xuất hiện trên thế giới, hoặc là thiên tai nhân họa, hay là lan tràn bệnh dịch. Thiên tai như lục lội, hạn hán, nạn châu chấu phá hoại mùa màng. Nhân họa như vụ rớt máy bay, xe lửa trật đường ray, đụng xe vân vân. Những tai ách này xảy ra hầu như không có lý do rõ rệt nào và gây nhiều thiệt hại nhân mạng và khủng hoảng khác. Rồi còn động đất xảy ra nơi nơi, thật đáng khiếp sợ. Nhưng con người chỉ biết sợ hãi khi tai họa xảy đến. Họ không tìm căn nguyên của những tai họa ấy. Thiên tai không phải thiên có tai họa, chính là nhân loại chịu tai họa. Nhân họa là do chính con người chúng ta gây ra. Những vụ động đất xảy ra vì con người ưa chiến tranh, ưa sân hận và giết vô số người khác. Quý vị có muốn chết hay không?
quý vị có thích giết người hay không? Tốt lắm vậy, chúng ta cùng chết. Cho nên động đất, những tai họa ấy đều là những hiện tượng ma quái. Tại sao chúng ta không chịu quán chiếu để tìm ra căn nguyên của những tai họa này? Xin nói với quý vị rằng, tất cả những thiên tai nhân họa, những trận động đất, máy bay rớt, xe lửa lật, tàu chìm, đụng xe, tất cả đều là do tâm con người tạo ra. Vì tâm con người đã mất hết bản chất người, đạo đức đã suy đồi, cho nên những hiện tượng bất thường ấy mới xảy đến. Hiện nay vẫn còn có người nghiên cứu S và cố tìm phương thức chữa bệnh này, thật giống như biết rằng không thể làm mà vẫn cố làm. Họ cố chữa bệnh này chẳng những đã thất bại, lại còn tạo ra một thứ S khác, đó là bệnh viêm phổi. Bệnh viêm phổi này còn đáng sợ hơn bệnh S nữa, bởi vì bệnh mới này có thể truyền nhiễm qua cái bắp tay. Người bệnh chỉ mở miệng ra nói là có thể truyền bệnh qua người khác. Trong năm vừa qua, không những bệnh nhân không thể lành, mà ngay cả các bác sĩ và y tá, gần 20.000 người đã chết vì bệnh này, chẳng có cách nào trốn thoát. Ngay cả mang khẩu trang hay mặt nạ, chỉ cần da thịt chạm nhau là bệnh được lan truyền. Vi trùng bệnh có thể lây qua không khí. Loại bệnh này còn nguy hại hơn bom nguyên tử hay cả bom sinh khí, cho nên nó là một tai họa không khác bệnh dịch. Bây giờ thì bệnh dịch này đã phá tác, và chẳng những người nam bị mắc bệnh mà cả người nữ cũng bị bệnh. Và không những cả nam lẫn nữ đều mắc bệnh, ngay cả trẻ sơ sinh cũng mắc chứng bệnh viêm phổi và bệnh S này. Quý vị hãy nhìn lại xem có phải thật là khủng khiếp lắm không? Giờ đây trên khắp thế giới, nếu chúng ta đếm số người mắc bệnh S và chứng sưng phổi mới này thì con số không phải là nhỏ. Vì rằng một số thai nhi đã bị nhiễm vi khuẩn bệnh sưng phổi này ngay khi còn trong bào thai, cho nên khắp thế giới, giờ cuối cùng của con người đã điểm. Cái gọi là những ngày cuối cùng của nhân loại có nghĩa là tất cả sẽ bị tiêu diệt và biến mất. Hơn phân nửa dân số thế giới đang bị nhiễm vi khuẩn bệnh này. Khi nó phát tác, nó sẽ giống như trận đại hồng thủy mà không một ai có thể ngăn chặn. Nhân loại phải làm gì khi đối diện với tai ương này? Chúng ta phải chí thành, khẩn thiết, trì tụng thần chú Đại Bi. Đức Phật dạy rằng, chú Đại Bi có thể chữa lành 84.000 tật bệnh trên thế gian. 84.000 chứng bệnh thì bao gồm cả S và viêm phổi. Chúng ta phải sanh lòng thành khẩn, xem việc tụng chú quan trọng như việc ăn cơm, cần thiết như việc mặc áo, không thể thiếu sót như việc ngủ nghỉ. Mình phải làm như thế nào để chú Đại Bi trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày của mình? Được vậy, bệnh S sẽ sợ, bệnh viêm phổi cũng ngán, nhưng cần yếu là ta phải hết sức thành khẩn. Hơn phân nửa nhân loại sẽ bị hủy diệt, và những người sống sót là những người biết tu đạo, những người chân thật tu hành, những người biết niệm Phật, những người biết tụng kinh và những người ăn chay. Đó là những người có thể sống sót. Không phải tôi cố ý muốn nói điều này để hù dọa quý vị. Đã đến lúc tôi không thể không lớn tiếng. Thời đại này không phải là thời đại hòa bình. Đây là một thời đại vô cùng nguy ngập. Tôi không thể không thống thiết lớn tiếng với các quý vị rằng, sáng dậy không chắc gì ta yên được đến tối, vì rằng tai họa này đến trong khoảnh khắc, không ai có thể ngờ. Trích lời khai thị của Hòa Thượng Tiên Hóa, giảng ngày 16 tháng 8 1992 tại chùa Kim Luân, Los Angeles. Nam Mô A Di Đà Phật.